Thao ở Honolulu. Tại vì không nói tao biết thì nhìn thấy cảnh ở đây rất giống Sa Đéc. Ok, anh Dũng là biết đến ở đây là qua cái chuyện gì mà biết được cái chỗ điểm địa này? Nói chung là cũng nhờ Tài đồng nghiệp chạy xe. Thì cũng có tâm sự với Tài là con bị bệnh gì vậy đó. Anh Tài nói thôi anh động viên con đi lên trên đây đi thì anh em giúp đỡ cho, rồi cái ngày 22 tháng 7 á, thì thầy qua tới. Vậy nữa. Dạ, thì nó trình bày với thầy để mà thầy ra tay thầy giúp cho con. Thì qua cái sự biết Tài thì vừa rồi con lên á, thì thầy chỉ con cảm thấy nó có phần giảm rất là nhiều. Cho nên sẵn là trước cái ống kính màn hình con cũng thành thật cảm ơn thầy và những anh em ở đây. Anh Dũng kể lại cái ban đầu đi. Cái ban đầu sao? Thì coi như đầu tiên á, con bị... Ba hội trợ năm nào? Con bị cái này là mới khoảng năm nay rồi thầy. Một năm nay thôi ạ. Một năm nay, nhưng mà cái lúc con bị á thì tiêu tiểu rất là khó. Con chỉ nghĩ là con bị thận hay bị gì vậy. Tiêu tiểu rất khó, nhưng mà vậy nè, có bị một cái tai nạn nào hay không? Tự nhiên vậy? Dạ không, tự nhiên à. À, cái đó mới đặc biệt. Dạ, tự nhiên. Thì con mới đi xét nghiệm máu đây đó. Coi con bị cái gì thì hoàn toàn là xét nghiệm tốt hết, không có vấn đề gì hết. À, thì con mới đi bác sĩ gia đình con ở đây đó. Thì bác sĩ nói là cái chân của con từ đầu gối lên tới trên này đó, nó bị tê, mất cảm giác, nhưng mà điều càng uống thuốc đó, thì nó càng bị rất là nặng. Thì nói chung là nó cái phần tê nó mất hết khoảng 90% rồi đó. Thì chị con mới nói con đi chụp MRI đây đó. Thì bác sĩ nó mổ, chị con không cho mổ. Chị con mới nói thôi mà về Việt Nam đi. Việt Nam vào tháng nào? Con về Việt Nam thì cũng như là đúng ra là vừa bị xong là đầu năm, là tháng 8 năm rồi con về đó. Thì con về đó, chị con mới dẫn con đi chị con mới dẫn con đi y học dân tộc ở cổ truyền trên Cao Lãnh á. Ở Cao Lãnh. Dạ, trên Cao Lãnh thì nó cũng tỉnh của con mà. Thì con lên trên đó con làm nó đúng ra cũng được mấy ngày. Thì cũng bấm nguyệt rồi chùm ngải á thầy, chùm ngải. Đốt cũng ngải. Dạ, ngải cứu. Lăn lên ngải cứu đúng rồi. Thì cũng có người bạn giúp đỡ cho con trên đó đó. Thì con làm ở đó thì được mười mấy ngày cái con trở về bên đây lại. 6 tháng sau con trở về bên Việt Nam lại một cái nữa. Lại lần nữa. Thì lúc đó con chưa biết Tài. Chưa biết ở đây. Trở về Việt Nam cái con mới đi ra ngoài Bảo Lộc. Xuống phi trường là 12 giờ đêm con dọc ra Bảo Lộc. Thì con cũng nghe thì mình đau quá thì mình cũng nhờ người này. Có bệnh thì vái tứ phương. Dạ, con đi ra đó con gặp thầy Đức vậy đó, thì con cũng điều trị được có ngày à. Con trở về Mỹ lại. Vì em thua mẹ gì. À thì đó thì xong xuôi con về đây thì nó tóm lại là từ lúc gặp Tài tới giờ thì cái hiệu quả rất là cao. Ba lúc mà trước khi gặp Tài thì cái tình trạng sao? Nó cũng còn đau nhất lắm rồi. Đau nhất ở đâu? Đau nhất phía sau mà. Ôi sao lưng á? Dạ, với nhiều khi mình thức giấc nửa đêm rồi đó thì đi tiểu này kia nọ thì nguyên cái phần thắt lưng con nó đau lắm. Nó đau hết? Dạ, nó đau, nó khó chịu lắm. Nhưng mà từ khi mà ấn nguyệt ở đây á là được mấy lần rồi? Cũng được lần này, nếu nên lần này nữa lần thứ 6 rồi. Lần thứ 6 nè. Dạ. Rồi có chùm đá đâu kỹ lưỡng không? Dạ con có chùm đá thì đá đây mua ở đây nè. Rồi con bây giờ tư thế mà đứng ngồi rồi ra sao? Dạ tốt lắm. Nói chung là bây giờ con đứng con ngồi chạy bộ thì đó là cái máu thể thao của con. Mà chạy nổi không? Nhưng mà con cũng tham khảo chị thử chút xíu thôi chứ còn không biết là nó có bị gì nữa thì con sao? Cũng về tránh trong cái vấn đề lao động. Rồi dạ. Nhưng bây giờ thầy cho chạy bộ thì có dám chạy không? Chạy bộ thì có thầy đây thì gì con chạy được rồi đó. Nếu về được, về được, nếu mà nói về được. Thấy không? Tại vì muốn thì được à. Thích thì chịu. Ok. Rồi, bây giờ là duy nhất hiện giờ là chỉ có cái bị cái cục sống lưng thôi gì. À con bị cái đó kêu là thóc quá bị địa điểm đó. Rồi ok, không có vấn đề. Rồi, bây giờ ai mà hồi trước giờ chữa cho Dũng vậy? Anh Ni rồi nè, thì đưa cho anh Ni chữa. Ni chữa hả? Rồi anh Dũng tụi này mà Ni là thường chữa phải không? Dạ. Anh là Dũng. Dũng Ni rồi hai anh em hết. Thôi vậy Dũng qua làm trước một bài đi, anh đi anh đứng qua đó. Dạ. Rồi, đứng ở đó em, ngay đó. Rồi lùi ra chút xíu, đúng rồi. Rồi em ra đi. Ra đi. Rồi còn cái phần lưng là sẽ chỉnh sao? Rồi ok.
Trong cái chỉnh mà cái cột sống đó thì chút xíu chúng ta sẽ học cái cách quay chân. Vậy em, tụi em học chưa? Khóa nhị môn rồi ép chân á, quỳ sau có học chưa? Dạ có rồi. Có ép chân rồi quay cái chân. Quay chân nó quay để cho nó. Dạ, rồi dạ, chút dạ. Xíu làm thử đi. Rồi nằm lên. Để giữa cái lưng á là mình sẽ dùng cái bài ép này với cái bài một chút xíu đẩy đẩy bụng á, ôi đẩy chân á. Rồi cái bài mà nó làm đó. Bài đạp vô ngực nha. Đẩy lên đó. Rồi bài đạp vô ngực đẩy lên. Bây giờ em dùng cái bài cái đó và không cần cái đó sẽ làm sao bây giờ em dùng cái bài ép bụng cho để hai chân lên đi rồi để vô bụng em cho đi lên đi ép bụng lên đi làm đi đi làm được rồi. Rồi bỏ vớ ra. Thì cái động tác này nó hay chỗ là khi ép vậy là nó sẽ làm cho cái lưng nó là mềm trở lại, thấy không? Đó, đúng rồi đó. Ép vô. Đúng rồi, ép vô đó. Rồi khi mà ta ép vô là thở ra nha. Rồi, bỏ chân xuống thì hít vào. Thấy không? Ép vào thì thở ra. Đúng rồi đó. Rồi, tốt quá. Rồi.
đó, riêng cái bài này nó đã điều chỉnh cái cuộc sống rất là tốt rồi. Rồi được rồi em cho nằm sắp lại đi. Em dùng khóa nhị môn để quay chân thử coi. Nằm sắp lại, rồi lấy khóa nhị môn ra. Khóa ở hai ở cái điểm nhị môn. Đúng rồi. Rồi cái đũa đâu? Cái đũa đâu? Đúng rồi. Ấn vô. Đúng rồi. Rồi đó. Rồi, ôi trời, chân con này dễ quá. Rồi, xoay đi. Đúng, xoay là từ ngoài vô trong. Ép, quay đều, đều 5 cái. Đừng, đừng, quay đều 1, 2, 3, 4, 5. Cái thứ 6 bắt đầu vừa quay vừa ép. Đó. Vừa quay vừa ép, cha. Chơi bạc mạng. Cũng may là nó chưa chết. Nó dễ quá. Phải công nhận. Nhưng coi chừng ông này tại không khỏe, ông đến độ gì chứ mới là nó tử nạn rồi. Rồi. Rồi cái bây giờ mông bên kia. Không. Cái ban đầu là mông đối diện. Rồi bây giờ là mông này, khoan. Chưa. Hồi nãy là em mới ép cái mông đối diện, bây giờ cái mông bên kia cũng giống như vậy luôn. Cũng giống vậy luôn. Đó. Rồi quay mông bên kia. Rồi nắm đi. Đúng rồi, đó. Rồi quay. Không quên rồi. Lóng này lo ăn mít ướt riết rồi quên mẹ rồi. Đó. Bữa nay lâu lâu kiểm tra bài quên rất nhiều. Đụng mông bên kia. Đụng mông bên kia kìa. Ép trong rộng ra bên kia. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Rồi. Thấy vợ là cái quay hay gọn liền. Rồi, bây giờ quay chân bên đây. Đấy, bây giờ là trở thành chuyên nghiệp là chữa thành kinh tỏa rồi. Nha, em. Quay rồi, miếng mình đi quay. Đúng rồi. Đây là cái chân đó, cái gót vô cái mông mình đó luôn. Đây ổn rồi. Hồi trước đâu có đẩy gì được ra. Không được. Nó cứng nha. Cứng biết, là có nghĩa là bệnh thầy, rồi. Thầy biết ảnh là nịt beo không đó. Ảnh xài beo không chứ không phải mà ngồi vậy đâu. Ờ dạ. Không cho nọt beo tại cái trường luôn, cứ nọt beo là tại cái trường luôn. Ly chị. Rồi. Em có một câu rồi, đó là câu thứ hai đó. Dạ. Không biết cái nồi ngồi kia ở quăng rồi. Không biết ai quăng. Rồi. Bây giờ em đứng lên đi. Đứng lại chân ghép lên. Để ra ngồi lên. Rồi đứng đó. Rồi. Bóc vô. Đúng rồi. Ông này cũng rành nghề rồi. Ê, chặt ngược rồi. Ông nội. Đâu mẹ. Rồi. Nếu bên đây không thấy. Rồi, quỳ xuống. Rồi, thì em quay lại. Đâu mẹ, thầy vắng mặt có mấy bữa đây. Cái bài của cái bài này là bài đến tám họ. Và cái bài này á, chỉ người dưới là phải chị người trên mới lành nè. Đó, rồi quỳ xuống. Quỳ xuống. Bây giờ coi như lại Phật vậy đó. Quyền gì nào mà cái này gót chân người ta đúng vô mông người ta thì hết bệnh. Đó, mày ra mặt mày nhăn hết luôn rồi. Cái mông dữ lên quá à. Sợ người đứng sao rồi. Nãy chứ bắt tình nghịch chết tại liền này. Rồi, thôi được rồi. Rồi, làm nữa ra. Bây giờ là... Làm nữa lên nè. Bây giờ tới phần... ông Dũng kéo. Cái gỗ lại... không được, được em, được em, quay ngửa ra. Rồi bây giờ cái gỗ, bây giờ là ông Dũng là kéo là giữ tối đa đi. Ở đây nè, khám em ghế nè. Ý là vô dễ rồi đó.
rồi kéo mạnh lên. Rồi bây giờ ra này, đây khoan, nằm yên, mọi người tới coi nè, lại coi, từ bình tĩnh, thôi từ, nè, đi, ra đây, mọi người á, là để ý cái này nha, thầy nhắc lại nè, khi dặn cái này á, nè nhìn này nha, không phải ấn xuống vậy, thấy chưa, không phải ấn vậy, mà để vậy nè, nhìn này nha. Thấy thầy chưa? Đây nè, nghe không? Nghe không? Gặt qua chứ không bị ấn xuống. Hai tay luôn nè sao? Đúng. Thế hai tay luôn. Rồi, xin lên. Rồi, xin xuống. Nữa. Rồi, bây giờ tới cái bài này á, là bài cực kỳ quan trọng. Bài này để trong này em chạy. Nha. Thì mình phải dùng ngũ bội tâm tinh á, mọi người nhìn tôi nè. Nha. Cái tay mình nắm đây, ép vô nè. 1 2 3 để thử nghề hôm nay. Ha. Rồi bây giờ mình bấm từng bàn chân. Bây giờ mọi người nhìn tôi bấm nè. Rất chậm nha. 1 2 3 4 5 không nhúc nhích. Thấy chưa? 1 2 3 4 5 không nhúc nhích. Ha, rồi. 1 2 3 4 5 không nhúc nhích. 1 2 3 4 5 không nhúc nhích. 1 2 3 4 5 không nhúc nhích. Thấy chưa? Rồi, ép lại. Rồi, tiếp. 1 2 3 4 5 nhúc nhích. Bắt đầu nhúc nhích không? Thấy chưa? 1 2 3 4 5 nhúc nhích. Thấy chưa? Thật ra là cái ban đầu á không nhúc nhích thì mình không cho chạy. Còn đã nhúc nhích vậy là mình sẽ cho chạy được. Hiểu chưa? Rồi nè, 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ chân bắt đầu là nó rung hết rồi. Nè, rung đã nè, thấy không? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ là bắt đầu nó ngon rồi. Thấy chưa? Nè, 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà ngũ bội á, là mỗi lần mình bấm một lượt là 5 cái. Rồi bây giờ mình bấm 2 lượt rồi, bây giờ còn một lượt cuối cùng. Cái lượt cuối cùng là cái lượt tra tấn. Vì cái lượt mà bấm sau cùng là rất là mạnh. Nhưng mà để cho cái đó nó hiệu quả hơn, mọi người nhớ nè. Nắm cái chân tôi nè. Rung. Thấy không? Thì khi mình ấn cái đó là nó hồi phục cái gân lực trở lại, cái mạnh lại. Bây giờ bấm tới đâu là nhảy tới đó. 1, 2, 3, 4, 5. Thấy chưa? Đây, kinh khủng ra mấy người liệt, tại sao anh bấm người ta là như ông kia là bấm vậy đó. 1 nè, 2, 3, 4 nè, 5 nè, thấy chưa? Đó là kêu bằng là thần công lực, thấy chưa? Rồi, chiu, thấy không? Bây giờ nó mạnh lên rồi, thật ra là lý do tại sao mà ta chạy được là vậy đó, thấy chưa? Nhớ là lần đầu mình làm không có thua vậy đó, nhưng mà để cho cái gân lực ông này mạnh thêm nữa. Thì bây giờ bắt đầu mình đẩy ấp đó, thì bây giờ chân cẳng này khác hết rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là của tâm tinh, bởi vì tâm tinh á nó sẽ giúp á, hồi nãy cái gân cơ là ở phía trên này, còn cái tâm tinh là phía dưới. Nhưng mà cái này không phải là chỉ bấm mà nó mạnh cái chân không, mà nó là mạnh luôn các cái lưng. Ghê chưa? Rồi, tâm tinh đây nè, mọi người thấy nè, yêu thấy chưa? Hai nè, ba nè, thấy chưa? Bây giờ lên tới trên thấy không? Thật ra mình thấy á, là mình bấm rất nhẹ nhàng nè. Thấy không? Nó như là phép thuật. Thấy chưa? Đó. Đó, thì ngon lành chưa? Bây giờ ông này rất ghiền bấm rồi. 1, 2, 3. Hôm nay trong ngày 2 tháng 7 thì tới. 2, 3, thấy chưa? Thấy không? 1, 2,
ba rồi cho anh cái khăn anh lau mặt cái đi, bởi vì bấm cái này là sức cạn mồ hôi với vợ mặt đâu, thấy không? À, cho nên á là bệnh á là sức mồ hôi, sức mồ hôi chứ, thấy không? Nhưng mà muốn hết bệnh là phải chịu đau, à, bởi vì không còn cách nào, vì cơ hội mình gặp nhau đâu có dễ, thấy không? Này bay từ Mỹ qua Cam Ranh rồi đi Sa Đéc, Sóc Trăng gì đó, thấy không? Bọn này quất một phát là dính liền, thấy không? Rồi vô nè, đó bây giờ cái chân ông giật ngon là đăng nè, mọi người nghe giật giật chân nhau không? Đây nè, giật nè, đây nè, giật nè, thấy không? Giật nè, giật nè, thấy chưa? Giật nè, giật nè, giật nè, thấy không? Bây giờ đều dùng cái chân này rồi, chân này ngon, ok rồi. Bây giờ tới chân này thì mọi người nhớ là tôi làm để mà bài học này nè, bốn nè, 1 2 3, mọi người thấy chưa? Bây giờ bắt đầu bấm cái này, 1 2 3 4 5, không nhúc nhích gì hết đấy, thấy chưa? Bây giờ mình bấm như vậy á, là ông này á mà tử tế với mình thì mình bấm tiếp, còn ấy mình cho ông đi chân thôi. Tại vì bây giờ chân này đâu có việc đâu nè. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, nó chỉ nhúc nhích xíu thôi nè. 1 2 3 4 5 nè, 1 2 3 4 5. Bây giờ nó có cái này, anh dơ chân này lên thử coi, dơ lên rồi thả xuống, ok rồi, chân này dơ lên, mọi người thấy yếu không? Thấy chưa? Tại cái gân lực của nó là nó rõ hơn, không mình chưa xài tới nè. Bây giờ mình là làm nữa thì nhớ là nắm cái tay này, chân này bẻ cong lên nè, 1 nè 2 nè 3, nhớ chưa? À, rồi bắt đầu mình mới làm cái ngũ bội. Nhưng mà nhớ là tay bao giờ phải bắt cho đúng gân. 1 2 3 4 5, bắt đầu nhích rồi đó, thấy không? Rồi 1 2 3 4 5, nhưng mà chưa thua. 1 2 3 4 5, thấy chưa? Nhúc nhích rồi chưa thua. Mình đập vô như đập ga, đập ga, đập ép ga như vậy đó. Rồi 1 2 3 4 5, đấy bắt đầu nó nổ máy, thấy không? Rồi 1 2 3 4 5, rồi bây giờ bắt đầu ép ga nha, ép ga. Cái này lắm như mình chạy xe, mà hồi xưa mình chạy xe số á mà bị ngộp xăng á thì ông phải tắt máy, đúng không? Rồi một cái chân ông ép ăn da một cái làm rồi ga, rồi xăng xuống xăng lên, bơm xăng xuống xăng lên ha. Rồi bắt đầu cái này mới ăn điện nè. 1 2 3 4 5, bây giờ bắt đầu nhắc. Giờ công nhận vô xăng, bây giờ nè, bây giờ ngon rồi, bây giờ vô xăng, thôi vô xăng, đây nè, ba nè, giật từ từ đó ăn rồi, đấy, vô xăng, thấy chưa? Ok chưa? Như vậy là mình đã máy móc đồ điều hết rồi. Bây giờ vô nhớ là bao giờ đừng có quên bẻ cái này, ha, 1 nè 2 nè 3 nè, còn muốn đập ga mạnh nữa, 1 2 3 cái nữa thì vui vậy. Ha, thì giờ bấm tam tinh, đây thì nổ máy nè, 1 nè 2 nè 3 nè, thấy chưa? Em mà mỗi lần mình đập xăng cái nó mạnh lên đó nè, 2 nè 3 nè, thấy chưa? Rồi 1 nè 2 nè 3 nè, 1 nè 2 nè 3 nè, 1 nè 2 nè 3 nè. Bây giờ là tôi cũng không bao giờ quên là mình là không ngủ bên chiến thắng, vẫn cứ nạp ga, nạp xăng, xăng 95, xăng 97, đừng xài xăng 92, đừng xài xăng pha nhớt, bây giờ chơi xăng xong nó nổ mới ngon, thì bây giờ lần thứ hai đúng không? Rồi, bây giờ nhìn khác hơn nè, 1 nè, mạnh lên thấy không? 2 nè, thấy chưa? Cao lên, 3 nè, thấy chưa? Rồi 1 nè, áo ước gặp thầy gì? 2 nè, trong ngày trong đêm á chứ. 3 nè, chơi gặp sư phụ tôi đau khổ quá. 3 nè, bỏ chạy đi xuống kiếm thầy đó. Vậy hả? Bỏ chạy, đó, bỏ chạy, đó, rồi, thấy chưa? Đó, thấy không?
Rồi bây giờ mình làm cái thứ ba rồi phải không? Very very. Phải không? Mình làm bây giờ bơm hơi, bơm ga, bơm hơi, bơm ga. Thấy chưa? Rồi bắt đầu mình làm tiếp. Bây giờ á. Cái gì? Sao hay? Chịu đựng được hay quá. Đâu có. Không chịu đựng còn hơn gì nữa, bây giờ bị trói vô đây rồi. Bị trói vô đây rồi coi như là không có đường nào chạy nữa hết. Bây giờ còn đường nào chạy nữa đâu. Không có quay chọn lựa. Không có con đường cho lựa. Bây giờ chỉ còn có gì thôi. Mà bây giờ thầy chỉ ở đây vui chơi mấy hôm thôi. Thầy đi rồi coi như xong chuyện. Về Việt Nam đừng hòng. Đừng hòng kiếm thầy, không lắm. Không bao giờ kiếm được. Bây giờ ông đầu là cái ổng nãy giờ rãng rồi em. Bây giờ bơm ra mạnh nha, mạnh lên. Một, hai, ba, rồi đều luôn rồi. Một, hai, ba, đó, mạnh quá. Mạnh lên, 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 mạnh lên. Thì bây giờ cuối cùng là mình ấn thêm cái điểm này nữa cho nó cân bằng chân ha. Điểm ấn thêm này điểm cân bằng chân ha. Rồi bỏ hai chân vô, ép xuống cái chơi ra cái em, rồi lỏng lỏng chân đây đó vậy đó, chực cái cho nó lên ga em, rồi lắc cái cho lên ga. Bây giờ mà chạy không được thì thôi á, bây giờ lấy mang giới đi, đi mang giới mang giày cho thằng này rồi chạy cho thầy coi biết mà. Khi mà cái chân á mà nó giật được á thì lúc đó chạy được, còn chân mà không mà giật được á thì chạy giúp té, hiểu không? Bây giờ chân nó coi được rồi, bây giờ em cảm giác sao? Rất là khỏe rồi, nhưng mà không khỏe phải không? Không, không sống ok rồi. Không, rồi ảnh giờ mặt mày của ảnh giờ máu rồi này kia nó gần đó là đi sạch lẹ rồi, chớ là đang sạch đó chứ không phải là vậy đó, lại hết rồi đó, giờ là đó hết rồi đó, tụi con làm sạch chân rồi, sạch chân luôn máu rồi. Ngồi cười không nổi luôn. Tức là hồi xưa giờ mê chạy đó mà chơi này được, bây giờ em đi ra này. Em chạy ra kia, em chạy vô. Rồi chạy đi. Trời ơi. Còn mình chạy chậm lắm, không được. Chạy góc kia kìa, thẳng góc kia kìa. Ngán đi. Chạy đi. Oh. Oh, không lên. Rồi, chạy vô. Up. Rồi, bắt ra kia đi. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.